Xin chào anh em nhé, chào mừng em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Anh em ơi, ở đâu rồi, mình vừa cắt đâu nhỉ? À đây. Anh em ơi, ở trong cái video ngày hôm nay thì lại xin mời tất cả các bạn cùng quay lại với lại series Mẹ Bồng Con anh em ạ. Mẹ Bồng Con. Và ở trong cái video ngày hôm nay ấy thì mình đang được thi công một cái con mẹ bồng con phiên bản đặc biệt anh em ạ. Cái phiên bản này khả năng là nó cũng không phải đặc biệt đâu, nhưng mà nó là đặc biệt đối với mình. Thường thường các bạn biết là mẹ bồng con nó có cái này đúng không anh em? Đấy, bình thường mẹ bồng con nó có cái này. Thế nhưng mà cái vị khách đặc biệt nhà mình ngày hôm nay thì nó không chơi cái này anh em ạ. Nó muốn vứt cái này đi, ok mình cắt cái này đi. Thế cái này mình sẽ để lại mình trưng dụng anh em ạ. Sau là cái này sau mình sẽ ghép vào những cái con khác, mình làm cái video đặc biệt cho các bạn xem. Thế nhưng mà ở trong cái video ngày hôm nay thì các bạn ạ, cái vị khách này người ta lại không thích cái này, không thích cái đuôi này, không thích cái đuôi phẫy đấy, cho nên phải cắt cái đuôi phẫy này bỏ đi. Đấy anh em đi vào đây mình cho anh em xem đấy, anh em đi vào đây, anh em thấy mình đang cắt đây, đang cắt, đang tách cái đường chỉ này ra để cho cái vị khách đặc biệt này chơi các bạn ạ. Đấy, mẹ bồng con nhưng mà lại không thích đuôi phẫy, thích kiểu bình thường. Đấy, gọi là hai con diều ấy anh em ạ. Đấy, bây giờ tôi đang cắt bên này và cắt bên kia nữa, sau đó tiến hành lắp sáo và đi test để xem nó có khác cái gì bình thường không nhá các bạn nhé. Thực ra tôi nghĩ đây nó chỉ là đuôi phẫy thôi, nó không ảnh hưởng cái gì các bạn. Đấy, ngày hôm nay bạn ấy lại thích cái này. Đấy, không thích cái này, thế cho nên là tôi phải cắt đi anh em nhé. Đây tôi đang tay gần xong rồi. Thường thì người ta thích có cái này. Úp đi thôi. Không được. Đấy, thường người ta rất thích có cái này. Đây bạn lại không thích cái này, không thích cái tôi. Thích mình cắt. Ô sao kê. Đấy mình để này, mình để một bên nhỉ. Đéo mình để một bên cho may. Nó cắt đi nhìn trông nó thoáng, nó trống quá các bạn ạ, chả hiểu kiểu gì. Đấy ok. Tí nữa cắt xong tôi sẽ lắp sáo tôi đi test cho anh em xem mà cái khả năng lên nó cứ là ok của nó, xem là nó còn được như bình thường không. Thế bạn này bạn nghịch quá các bạn ạ. Ok anh em nhá, anh em đợi tôi một tí xong rồi tôi sẽ đi test cho anh em xem. Ok anh em ơi, hiện tại thì mình đang ra đến ngoài đồng, mình đang có mặt ngoài đồng, khéo bạn ơi. Bạn phải nhẫm vào đấy nhá. Không đấy, không nó dối đấy. Chơi ở cửa đất chạy anh em ạ. À, và đây là một cái con mẹ bồng con sau khi mà cắt phẫy anh em ạ. Đấy, mỗi người đấy đúng anh em ạ, mỗi người mỗi tính nết, mỗi người một cách chơi anh em ạ. Mẹ bồng con nó có hai cái phẫy hai bên đây, không chơi phẫy, quyết định là phải cắt phẫy, bạn phải cắt phẫy cho tôi. Đấy, ok thì cắt phẫy nào, thì cắt phẫy. Và cái con này ngày hôm nay thì mình đang cho nó cõng một cái bộ sáo của con 2,5 m các bạn ạ. Tiện thì thử thách cái sức cõng của nó luôn anh em nhá. Đấy, tiện thử thách cái sức cõng của nó luôn. 2,1 m đang cõng bộ còi D45 7 quả anh em ạ. 2,1 m cõng D45 7 quả. D45 7 quả này thường thường thì mình đang lắp cho 2,5 m. Cõng là bồng bềnh. Con này nghe có vẻ hơi nặng một chút các bạn. Nghe con này có vẻ hơi nặng một chút, anh có thể đi dần trước. Đó. Nghe hơi nặng một chút. Thế nhưng mà mình nghĩ là chắc cũng không sao đâu. Lên bình thường thôi. Thường thường thì nói thật với các bạn là chả bao giờ mình làm diều mà mình để cho nó cõng cố cả. Tại vì cõng cố nó rất là hại diều. Không, cái gì cố cũng không tốt, các bạn phải công nhận không? Đấy, cái gì cố thì cũng không tốt. Thế cho nên là không bao giờ mình để cho cái diều này nó cõng cố. Cứ cõng nhẹ nhàng nhất có thể thôi. Bình thường thôi, vừa cân thôi. Cho nó bồng bềnh, cho nó đỗ ấy. Đấy, không ham cõng cố. Cõng cố ta chơi diều to anh em phải công nhận không? Sáo to mình chơi diều to. Tội quá thì mình chơi con bé mà mình cho nó cõng cố làm gì. Đúng không? Theo quan điểm cá nhân mình như vậy. Ví dụ như mình thì mình chỉ bế được cái bạn gái tầm xem à, mình bế mà bồng bềnh nhất nhá. Mình vừa bế vừa đi ấy thì sẽ được bạn tầm khoảng 55-60 cân. Còn bế con giường 100 cân bế được. 100 cân chỉ có anh bế thôi. Đấy các bạn ạ. Thế như tôi ấy như vậy. Thế nhưng bắt tôi bế bạn tầm 80 cân đến 100 cân nhá. Nhanh hỏng xương lắm. Đấy là con diều nó cũng như vậy. Dài ấy, khá là dài ấy các bạn ạ. Không biết có lên không. Mẹ bồng con ấy. Nan chuối VIP anh em ạ. Nan siêu dày không cần độ.
cong như là quả chuối luôn. Nào anh em chuẩn bị xem nhá. Lên đây ơi, chạy tin vào nhá. Đâu à? Nó đâu à? Quá hình bắt à? Nào, hai ba. Ôi, chạy nào thôi. Được rồi. Mình biết chạy nèo. Quài. Nèo quen quá. Chạy quá. Tí nữa thì toàn anh em. Anh em hãy mắc loa đeo tai nghe này nhá. Nào chạy đây, hai ba lên. Sai, nó lại là phát một đi. Bầm bầy không? Hay cắm đầu? À, lắc ấp. Bạn tôi nó chạy hơi yếu anh em ạ. Dàn con này nó là 2m1. Nó đang cóng cái dàn này của con diều 2m5 anh em ạ. Đi 4-5-7 quả. Nặng 2 lạng. Đấy. Nghe có vẻ là hơi cố anh em ạ. Thế nhưng mà không sao, xem mà có bắt được tận tay hay không. Mình đi từ đây ra đấy chắc là kéo về nơi là vừa. Ê! Kéo tận tay nhá. Không chơi đuôi phẩy luôn, bỏ đuôi phẩy luôn anh em ạ. Tại vì ở nhà ông ấy có cái dàn hai lạng các bạn ạ. Đang có cái dàn 6 hai lạng thế cho nên là mình mới quyết định là mình cho nó cõng cái con 6 D45 7 quả hai lạng này của con diều 2m5 để xem nó lên nó có ok không. Thế nhưng mà mình thấy bùng bánh phết anh em. Đây. Mẹ bông con khi có mâm này nó bùng bánh phết đấy. Nào, liệu bạn ấy có kéo được về tận tay không thì đây mới biết là anh em ạ. Tận tay cơ, đừng làm anh em thất vọng nhá. Đều cái tay đây nào, mang tiếng dân chơi diều trông. Nhanh tay lên. Vẫn không cắm đầu kìa. Kéo nhanh tay lên luôn. Trời. Ôi kìa. Ôi thế tận tay nó lại là cái đẳng cấp anh em ơi. Ôi vẻ cống nặng. Cống nặng nếu mà vòng vành nhá anh em ạ. Quá ok luôn. Quá wow, ok luôn anh em ạ. À. Mệt tôi xem nó thả diều mà tôi cũng đến mệt anh em. Đợi tôi. Đợi tôi tí. Ok ạ. À. Mệt. 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 Ok anh em nhé. Thực ra thì chứng tỏ là như này các bạn ạ. Các bạn ơi đây. Tôi kể cho các bạn nghe. Chứng tỏ là như này. Thực ra mình làm diều thì mình thấy là nó cõng sáo nặng cũng ok ổn phết đấy anh em ạ. Ok ổn phết đấy. Thế nhưng mà anh em biết tại sao tôi không cho nó cõng sáo nặng không? Cái thứ nhất ở chỗ tôi ấy, gió thì nó kém.
Nghĩa Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang gió nó kém, gió này mất bất cứ lúc nào, gọi là bất chợt đấy. Thế cho nên là không bao giờ tôi cho diều nó cõng cố cả. Đấy, cõng cố thì nó dành cho anh em chơi diều ở khu vực gió to. Thế nhưng mà phải công nhận là con mẹ bồng con này nó cõng cũng khỏe đi. Đấy. Nhưng mà mình khuyên thật tất cả anh em mà không nên chơi cõng sao cố. Nhiều anh em cứ hỏi, nhiều anh em cứ nhắn tin cho mình rồi hỏi mình bảo là anh ơi, bằng này có cõng được bằng này lạng không? Tại sao nó không cõng được? Tại sao lại phải cõng nhẹ như vậy? Anh em biết tại vì sao không? Tại vì nó cũng kiểu như mình đang mệt phết đạn. cõng nặng thì lấy mình cũng đã giải thích với anh em rồi đấy, anh em hiểu chứ? Thì con diều nó sẽ không được ổn định và nó không được ổn áp đấy. Như bình thường như con này thì nó đang thuộc dạng gọi là cõng như thế này là nó sẽ nặng này. Nó là nặng đấy anh em ạ. Đấy anh em hiểu không? Thế nhưng mà nếu mà nó cõng bồng mình hơn một chút nữa thì kéo vào trong tình trạng nó lơ lửng ở trên đầu mình ấy, gọi là hợp lý so với con diều, anh em hiểu không? Ok các bạn nhá. Thì chủ yếu ở trong cái video này thì mình muốn khoe với các bạn là mình có một cậu bạn, cậu qua nhà mình chơi, cậu ấy lấy cái con diều này và cậu ấy thích gọi là bỏ cái này. Thích bỏ cái này. Không thích cái phẩy này các bạn ạ. Đấy, nói chung là nhìn nó trông vẫn ok. Mỗi kiểu nó, mỗi cái nó đẹp mỗi kiểu anh em ạ. Đấy, nó là như thế. Thì đấy anh em nhá, anh em là có nhu cầu mua diều hoặc là thích cắt phẩy nhá, cắt màu ấy thì liên hệ mình. Đấy. Anh em thích có màu thì mình để cho màu, còn anh em thích cắt màu mình sẽ cắt màu, cắt váy cho anh em. Ok, thế thôi, đơn giản thế thôi anh em ạ. Còn về cái video gọi là tất cả những cái video mà mình test cái con diều này ấy thì nó có quá là nhiều rồi. Nào thì phá mẹ bồng con rồi test gió mẹ bồng con rồi đủ thứ ABCXYZ có hết anh em ạ. Ok anh em nhé, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình từ đầu đến giờ. Rồi xin phép chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhá. Anh em nào cảm thấy video mình hay thì nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ ở kênh nhá. Bye bye anh em.